Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tu hành 10 lực của Phật hoặc tu hành cái tướng 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tu hành 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của 10 lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái thường vô thường của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng thường vô thường của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của 10 lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái lạc khổ của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng lạc khổ của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của 10 lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái ngã vô ngã của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng ngã vô ngã của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của 10 lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái tịnh bất tịnh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái không bất không của 10 lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng không bất không của 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái không bất không của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng không bất không của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của 10 lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái vô tướng hữu tướng của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của 10 lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của 10 lực của Phật, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng tịch tịnh, bất tịch tịnh của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc tu hành cái viễn ly, bất viễn ly của 10 lực của Phật,
hoặc tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của 10 lực của Phật, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc tu hành cái viễn ly bất viễn ly của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc tu hành cái tướng viễn ly, bất viễn ly của 4 điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành bát nhã ba la mật đa hoặc khởi lên ý nghĩ, ta tu hành bát nhã ba la mật đa là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc khởi lên ý nghĩ, ta là Đại Bồ Tát là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Hoặc khởi lên ý nghĩ, vị kia tu hành bát nhã ba la mật đa là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Hoặc khởi lên ý nghĩ, vị kia là Đại Bồ Tát là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Hoặc khởi lên ý nghĩ, tu hành bát nhã ba la mật đa như vậy mới là tu hành bát nhã ba la mật đa, là đã có hành tướng sở đắc, chẳng phải là tu hành bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi lên những ý nghĩ, tu hành bát nhã ba la mật đa như vậy, nên biết đây gọi là Đại Bồ Tát, tu hành bát nhã ba la mật đa mà không có phương tiện thiện xảo. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện, nói với Xá Lợi Tử rằng, nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc đối với sắc, trụ tưởng thắng giải, liền đối với sắc khởi lên gia hạnh, hoặc đối với thọ tưởng hành thức, trụ tưởng thắng giải, liền đối với thọ tưởng hành thức khởi lên gia hạnh, vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc đối với nhãn xứ trụ tưởng thắng giải, liền đối với nhãn xứ khởi lên gia hạnh, hoặc đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ trụ tưởng thắng giải, liền đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khởi lên gia hạnh, vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Hoặc đối với sắc xứ trụ tưởng thắng giải, liền đối với sắc xứ khởi lên gia hạnh, hoặc đối với thanh hương vị xúc pháp xứ trụ tưởng thắng giải, liền đối với thanh hương vị xúc pháp xứ khởi lên gia hạnh, vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành bát nhã ba la mật đa, hoặc đối với nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh, vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Hoặc đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh, vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Hoặc đối với tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh, vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Hoặc đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh, vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Hoặc đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh, vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Hoặc đối với ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, trụ tưởng thắng giải, liền đối với ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, khởi lên gia hạnh, vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ.
Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với địa giới trụ tưởng thắng giải, liền đối với địa giới khởi lên gia hạnh, hoặc đối với thủy hỏa phong không thức giới trụ tưởng thắng giải, liền đối với thủy hỏa phong không thức giới khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với thánh đế khổ trụ tưởng thắng giải, liền đối với thánh đế khổ khởi lên gia hạnh, hoặc đối với thánh đế tập diệt đạo trụ tưởng thắng giải, liền đối với thánh đế tập diệt đạo khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh, nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với vô minh trụ tưởng thắng giải, liền đối với vô minh khởi lên gia hạnh, hoặc đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não trụ tưởng thắng giải, liền đối với hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với bốn tịnh lự trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn tịnh lự khởi lên gia hạnh, hoặc đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với bốn niệm trụ trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn niệm trụ khởi lên gia hạnh, hoặc đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với bố thí Ba La Mật Đa trụ tưởng thắng giải, liền đối với bố thí Ba La Mật Đa khởi lên gia hạnh, hoặc đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa trụ tưởng thắng giải, liền đối với tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với năm loại mắt trụ tưởng thắng giải, liền đối với năm loại mắt khởi lên gia hạnh, hoặc đối với sáu phép thần thông trụ tưởng thắng giải, liền đối với sáu phép thần thông khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với mười lực của Phật trụ tưởng thắng giải, liền đối với mười lực của Phật khởi lên gia hạnh, hoặc đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trụ tưởng thắng giải, liền đối với bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Nếu Đại Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với thanh văn và đối với pháp của thanh văn trụ tưởng thắng giải, liền đối với thanh văn và pháp của thanh văn khởi lên gia hạnh, hoặc đối với độc giác Bồ Tát Như Lai và pháp của các bậc này trụ tưởng thắng giải, liền đối với độc giác Bồ Tát Như Lai và pháp của các bậc này khởi lên gia hạnh. Vì do gia hạnh nên chẳng thể giải thoát sanh lão bệnh tử và tương lai sẽ chịu khổ. Xá Lợi Từ, Đại Bồ Tát như vậy còn chẳng thể chứng được niết bàn của thanh văn độc giác mà chứng được quả vị giác ngộ cao tột là điều không có. Xá Lợi Từ, nếu Đại Bồ Tát khởi lên các sự tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, nên biết đây là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện thiện xảo. Khi ấy Xá Lợi Từ hỏi Thiện Hiện rằng: vì sao biết các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo? Thiện Hiện đáp rằng:
Nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành sắc, chẳng tu hành tướng của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành tướng của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của sắc, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của sắc, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của sắc, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của sắc, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái không bất không của sắc, chẳng tu hành cái tướng không bất không của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái không bất không của thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành cái tướng không bất không của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của sắc, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của sắc, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của sắc, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức, chẳng tu hành cái tướng viễn ly của thọ tưởng hành thức, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, nên biết đó là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì sắc và tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không. Xá Lợi Tử, sắc ấy chẳng phải là sắc, không là sắc, không chẳng phải là sắc, sắc chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng nhãn xứ, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của nhãn xứ, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của nhãn xứ, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của nhãn xứ, là tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ,
là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái không bất không của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng không bất không của nhãn xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái không bất không của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng không bất không của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của nhãn xứ, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhãn xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử nên biết đó là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ và tánh của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là không. Xá Lợi Tử, nhãn xứ ấy chẳng phải là nhãn xứ, không là nhãn xứ, không chẳng phải là nhãn xứ, nhãn xứ chẳng lìa không, không chẳng lìa nhãn xứ, nhãn xứ tức là không, không tức là nhãn xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lại như vậy. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát có phương tiện thiện xảo, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng sắc xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của sắc xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái thường vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng thường vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của sắc xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái lạc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng lạc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của sắc xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái ngã vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng ngã vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của sắc xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái tịnh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng tịnh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái không bất không của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng không bất không của sắc xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái không bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng không bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc xứ,
là tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng tu hành cái vô tướng hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng vô tướng hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái vô nguyện hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của sắc xứ, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng tu hành cái viễn ly bất viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tu hành cái tướng viễn ly bất viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ, là tu hành bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử nên biết đó là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì sắc xứ và tánh của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Xá Lợi Tử, sắc xứ ấy chẳng phải là sắc xứ, không là sắc xứ. Không chẳng phải là sắc xứ chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc xứ tức là không, không tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy. Hết quyển thứ 39.